Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét chỉ đạo những cơ quan liên quan sớm triển khai các thủ tục để thực hiện di rời ga đường sắt Đà Nẵng và các công trình liên quan ra khỏi trung tâm thành phố trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. Mục đích là để giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô. Theo đó, việc di rời ga Đà Nẵng và các công trình liên quan là một trong số các dự án quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương, phù hợp với chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa được như mong muốn. Hiện việc chậm trễ thực hiện di rời ga Đà Nẵng đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch tại khu vực được chọn làm nhà ga đường sắt mới, cũng như gây ách tắc giao thông trong khu vực nội thành, đặc biệt là vào giờ cao điểm.